sáng nay chúng ta cùng tham quan một cái điểm rất nổi tiếng tại thành phố biển Vũng Tàu trong series cuộc sống Vũng Tàu, đó là khu vực tự chủ Vũng Tàu hay là tự chủ chân tay tại thành phố biển Vũng Tàu. Xin mời ta sẽ cùng tham quan điểm này. Đây rồi, đây xin mời ta cùng bước lên các bạn bước đầu tiên. Thank you.